Xin chào các bạn, tiếp nối chuỗi lá số bát tự liên quan đến những người nổi tiếng thì hôm nay chúng ta sẽ xét lá số của một người nổi tiếng mà ngay khi từ lúc sinh ra đời họ đã sinh ra trong một gia đình rất là giàu có. Thì làm sao để chúng ta biết được đó là cái người nào sẽ sinh ra trong một gia đình giàu có, hay nói cách khác được gọi là số hưởng hoặc là đẻ bọc điều? Thì nếu như cái người đó có năm sinh và tháng sinh hoặc là tháng sinh rơi vào tài tinh thì được xem như là người giàu có. Thì chúng ta sẽ xét ở đây cô gái sinh ra trong một gia đình cực kỳ là giàu có. Cô sinh vào ngày 17 tháng 2 năm 1981 vào lúc 2 giờ 30 phút sáng. Đây chính là lá số của Paris Hilton. Thì ngày giờ sinh của cô được quy đổi theo bát tự như sau. Đó là giờ Kỷ Sửu, ngày Bính Dần, tháng Canh Dần, năm Tân Dậu. Thì vốn dĩ cô là ngày sinh Bính Hỏa. Thì người Bính Hỏa giống như là mặt trời. Thì đây là cá tính của một người ấm áp, tử tế, nói thẳng thắn, luôn luôn chân thành và rất dễ tạo dựng mối quan hệ thân thiết với những người xung quanh. Thì tại vì tất cả mọi người đều ai cũng yêu thích cái sự ấm áp của mặt trời, do đó những cái người này luôn luôn tỏa ra một cái năng lượng nồng nhiệt. Và thường thường ai cũng yêu mến và vây quanh mặt trời. Mặt trời được xem như là trung tâm, là cái rốn của vũ trụ. Do đó tất cả mọi người đều yêu mến. Và do đó những người Bính Hỏa rất dễ được nhiều người xung quanh vây kín và hâm mộ. Và mọi người nhớ là có một thời gian là Paris Hilton làm bất cứ điều gì thì cũng được báo chí, cũng được rất nhiều người xung quanh để ý, truyền thông và rất rất nhiều người yêu thích cô. Và cô thậm chí có cả những kênh truyền hình riêng để suốt ngày nói về cái cuộc sống của cô. Thì cái người Bính Hỏa đó thì giống như là mặt trời đó, họ rất là dễ nổi nóng. Do đó đôi khi họ quá thẳng thắn và họ nói ra những cái lời nhận xét hoặc là lời khen ngợi hoặc là đối với tất cả những người xung quanh mà thiếu sự suy nghĩ. Do đó thì dễ làm mất lòng người khác. Đó là một đặc tính của người Bính Hỏa. Có thể không phải là họ có dạ tâm xấu, họ muốn ghen ghét hay là muốn nói xấu người khác. Tại vì bản chất của Bính Hỏa đó là cho đi cái năng lượng rất là nồng nhiệt mà không có sự tính toán so đo. Do đó thông thường là họ nhiệt tình, họ nói năng vui vẻ, nhưng mà cũng rất dễ làm mất lòng người khác. Vậy thì chúng ta xem thử mối quan hệ của Paris Hilton với những cái người thân trong gia đình như thế nào. Thì thiên can tháng sinh của cô là Canh, Canh Kim, do đó đại diện cho người bố. Thì người bố ở trong trường hợp này thì bị hỏa hắc. Do đó thì trong mối quan hệ giữa bố con với nhau thì cô Paris Hilton này hoàn toàn có thể khống chế, có thể ảnh hưởng đến người cha, trong khi người cha lại không có thể điều phối, không có thể ra lệnh cho con của mình được. Trong khi cô lại được sinh vào tháng Dần. Địa chi Dần của tháng sinh đại diện cho người mẹ, mà Dần Mộc thì lại sinh cho Bính Hỏa. Do đó người mẹ của cô nuông chiều của cô rất là nhiều. Tại vì vốn dĩ cô đã là Bính Hỏa rồi, và cô sinh vào ngày Bính Dần, sinh vào trong tháng Dần, và cô sinh vào giờ Kỷ Sửu lúc 2 giờ 30 phút sáng, tức là chuẩn bị gần sang giờ Dần rồi. Thì do đó đó là thời điểm gần sáng, và hỏa này là hỏa rất là vượng. Do đó Mộc ở tháng sinh đại diện cho người mẹ biểu thị sự nuôi dưỡng, sự chiều chuộng con của mình một cách thái quá. Và sự chiều chuộng này có thể làm cho đứa trẻ bị trở nên hư hỏng. Và do đó thì người mẹ đang đem lại cái sự nuôi dưỡng, chiều chuộng một cách quá đáng cho con và dễ làm hư hỏng đứa con. Và trong khi đó cái cung phu thê của cô, tức là chi ngày, cũng chính là Mộc luôn, cũng giống như người mẹ. Do đó thông thường là khi mà cô quan hệ tình cảm với những cái người bạn trai hoặc là người chồng thì cô sẽ không cảm thấy hạnh phúc bởi vì sự quan tâm chăm sóc của những người đàn ông bên cạnh mình. Tại vì những cái Mộc ở trong chi ngày đại diện cho sự quan tâm của nam giới đối với cô chỉ làm cho cô cảm thấy bức bối và mất đi sự tự do mà thôi. Sự tự do đây là cô muốn thoát ra, muốn được biểu lộ ra, thể hiện bản thân của mình, trong khi cô không muốn nhận quá nhiều sự quan tâm, chú ý, sự kìm kẹp đến từ những cái người bạn trai, người chồng. Và trong khi đó trụ giờ lại là hành thổ, đều là Kỷ Sửu, thiên can và địa chi đều là thổ, và hỏa sinh ra cho thổ, do đó trụ giờ là dụng thần của cô và biểu thị là cô rất là thích trẻ con, thích sinh con. Và tiếp theo chúng ta sẽ xét các cái ngũ hành của cô dưới góc độ của lục thân. Và chúng ta thấy rõ ràng rằng
cô là ngày sinh hỏa, mà hỏa thì khắc kim, kim đại diện cho tài tinh. Và cô sinh vào năm Tân Dậu, tức là chủ năm toàn bộ là kim, sinh vào tháng Canh và cũng là kim luôn. Kim là tài lộc, là tiền bạc. Do đó những yếu tố này nằm ở chủ năm và chủ tháng, nó biểu thị là người khác vừa nhìn vào cô, ấn tượng đầu tiên của người ta nhìn thấy Paris Hilton là một người chú trọng đến tiền bạc, một người có tố chất của doanh nhân. Thật sự cô là người rất thông minh, cô là một nữ doanh nhân thành đạt và cô biết cách để kiếm tiền mọi lúc mọi nơi. Rất nhiều cái sự khôn ngoan của cô, rất nhiều ý tưởng sáng tạo của cô xoay quanh việc kiếm tiền, và do đó hình ảnh của cô gắn liền với tiền bạc rất nhiều. Paris Hilton cũng nổi tiếng là người phụ nữ rất là chú trọng đến vật chất, với lại những cái lối sống rất là xa hoa, cũng là thần tượng của rất nhiều các bạn trẻ. Và dĩ nhiên can năm và chi năm đều là kim, biểu thị cho là tiền này đến từ ông bà nội của cô. Tức là ông bà chính là đem lại nguồn tài lộc, hay nói cách khác hơn, tức là cô là người được thừa kế một gia sản lớn. Và trong khi đó chúng ta thấy sự thông minh của cô vốn dĩ nằm ở thực thương, tính là nằm ở trụ giờ. Trụ giờ ở trong trường hợp này chính là thổ, thổ liên quan đến những sáng kiến, những cái phát kiến, những cái sáng tạo của cô. Và rõ ràng cô là một cô gái thông minh, tài năng. Và trong khi mọi người lại chỉ nhìn thấy ô, cô là một cô gái mê tiền bạc, và cô là người sinh ra đã có tiền rồi, chứ không phải là có tài năng gì trong việc kiếm tiền. Nhưng mà thực ra cái hỏa của cô sinh cho thổ và thổ là sinh cho kim, có nghĩa là cô rất sáng tạo và dùng cái sự sáng tạo, cái tài năng đó của mình để quay trở lại kiếm tiền cho tập đoàn, tập đoàn Hilton, tập đoàn, một trong những tập đoàn khách sạn lớn nhất trên thế giới. Trụ giờ đó là nó liên quan đến thực thương, có nghĩa là tài năng của cô được nằm ẩn giấu bên trong. Thông thường người ta nhìn thấy một người, người ta quan sát thì người ta chỉ thấy những cái ấn tượng đầu tiên là nằm ở trụ năm và trụ tháng mà thôi. Do đó thì cái trụ giờ của cô biểu thị tài năng thì ít người nhận ra được cô là một người thông minh và rất là tài năng. Và ngoài ra chúng ta thấy ở địa chi thì có hai mộc, mộc sinh hỏa, mộc chính là đại diện cho yếu tố của ấn tinh. Do đó cô là một người giàu năng lượng, giàu ý tưởng và rất nhiều kiến thức, học vấn rất là nhiều. Và khi mà cô có rất nhiều cái kiến thức như vậy thì chắc chắn cũng là một người rất là quan tâm, chu đáo và yêu thương người khác. Nhưng mà một lần nữa thì những yếu tố quan tâm, chú ý đến người khác này, chăm sóc người khác này, nó lại nằm dưới địa chi. Do đó thì nó không dễ nhận thấy. Bởi vậy nên mọi người nghĩ rằng đây là một cái cô gái hời hợt, suốt ngày chỉ biết đến tiền, tiền và lối sống xa hoa. Nhưng mà thực ra ẩn sâu bên trong, đây cũng là một người có trái tim ấm áp, nồng ấm và rất là thông minh. Cô là người biết cách kiếm tiền và nhận được nhiều sự may mắn về mặt tài lộc, tiền bạc từ ông bà, cha mẹ. Tuy nhiên cô cũng có tài năng riêng của mình và biết cách kiếm tiền cho riêng bản thân mình, và quay trở lại cái tiền đó lại đem đến cái sự nổi tiếng cho tập đoàn Hilton nhiều hơn. Do đó đây là một doanh nhân. Tuy nhiên trong cái mối quan hệ với là cha mẹ thì cái người mẹ lại hơi nuông chiều con và làm cho con dễ bị hư hỏng. Và bởi vì thiên can và địa chi năm đại diện cho tài ở trụ năm thì quá nhiều yếu tố tài, chúng ta thấy tới 3 tài tinh ở đây. Do đó những cái yếu tố này làm cho người ta nghĩ là đây là một cô gái chỉ biết đến tiền, lối sống vật chất. Nhưng mà thực ra tất cả điều này là che giấu mọi người. Mọi người cần tìm hiểu một cái người ở tầng nấc sâu hơn bằng cách nhìn vào trụ giờ sinh của họ và nhìn vào dưới địa chi để biết rằng những cái gì mà thực sự bên trong mà mình có thể vô tình mình đánh giá vẻ ngoài, nó chỉ là cái vẻ hời hợt bên ngoài thôi. Nó ẩn chứa những cái tính chất, những cái đặc tính của người ta bên trong mà mình đánh giá sai lầm. Do đó thì thông qua ví dụ của Paris Hilton, chúng ta thấy rằng cái đánh giá của truyền thông, của công chúng nhìn về một con người có thể không phản ánh đúng bối cảnh toàn bộ. Do đó trong mối quan hệ giao tiếp với lại những người xung quanh, bạn bè, người thân, con cái, đôi khi chúng ta cần hiểu họ sâu hơn ở bên dưới bằng cách nhìn vào địa chi và nhìn vào trụ giờ để có thể hiểu họ sâu hơn, tránh những cái hiểu lầm không đúng trong việc quan hệ giao tiếp. Như vậy là chúng tôi kết thúc phân tích về lá số Paris Hilton. Hy vọng rằng các bạn thấy video này và podcast này có nhiều ý nghĩa, thì hy vọng các bạn để lại một like, một bình luận. Và nếu các bạn thấy hay, kênh này hay, có thể để cho chúng tôi một subscribe hoặc là share cho những cái người mà các bạn nghĩ là yêu thích về bộ môn bát tự. Các bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi để xem lá số bát tự hoặc là đăng ký học các cái lớp về mệnh lý
Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.